Rồi, Văn Trung xin kính chào quý vị nha. Thì bữa nay Văn Trung qua quay một cái lô đất của ông anh mình ở trên Xuyên Mộc, thì có muốn bán cái lô đất này. Nói chung là giờ thì trên đất thì nó chẳng có gì cả, chỉ có cái điều thôi. Thì vị trí đất mình là đây, là đằng đuôi sau sau phía đất nhé. Nó cạp theo giống như kiểu hình chữ A ấy. Ở đây là thuộc khu vực xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lô đất này diện tích 1.000 mét nha quý vị. 1.000 mét vuông. Thì hiện tại đã tách sổ ra riêng rồi. Đấy. Trên đất mình thì cho có trồng điều, thì Văn Trung đang chuẩn bị cắt cái điều này đi nha quý vị. Thì khi cắt đi thì nhìn hình thù đất nó sẽ đẹp hơn. Còn quý vị anh chị nào mua lô đất này làm nhà, khu vực dưới này người ta cũng làm nhà theo đây này. Quán ăn gia đình rồi quán cà phê các kiểu ngay phía bên này cũng khá nhiều. Tại vì đây là gần đường ngãi giao Hòa Bình quý vị ha. Cái cách từ đây lên đường ngãi giao Hòa Bình nhất là tầm 20-30 mét thôi. Đấy, thì cái lô đất mình là được vài mét ở cái mặt tiền đường nhựa ngãi giao Hòa Bình đấy nhé. Lát nữa Văn Trung sẽ quay khảo sát từ con đường đá phía dưới đang chuẩn bị giải tỏa vào khu dân tư cư, đường đá 7 mét thì đang chuẩn bị giải tỏa lên vào đây. Rồi, còn Văn Trung đi ra ngoài khảo sát cái lô đất phía ngoài nha. Thì Văn Trung đã ra tới cái phía ngoài cặp theo cái bờ đất của mình nha quý vị. Phía này là dân cư có nhà. Cái con đường này đang chuẩn bị được giải tỏa vào đây. Đường giải tỏa sẽ được 7 mét nha quý vị. Có chôn cọc mốc sẵn hết rồi. Đấy. Thì từ đây mình chạy lên cái phía đường ngãi giao Hòa Bình này khoảng 30 mét. Mình tới cái đầu đất của mình là có mấy mét dính cái đường nhựa kia luôn ha. Nói chung sẽ chạy lên đấy quay cho quý vị xem cái con đường này luôn. Thì đất của mình là cặp theo cái phía này nó được tầm 30 mét. Hình thù nó giống kiểu hình chữ A nhé. Anh chị nào mua lô đất này làm nhà thì mình san lại phía dưới. Mình móc phía trên, mình lấp phía bên dưới này lại cho nó bằng một chút xíu cũng được. Vị trí đất của nó cũng thuận tiện làm quán cà phê các kiểu ấy. Rồi, hiện tại Văn Trung đã ra tới cái đầu đầu đường phía ngoài, đầu đường ngãi giao Hòa Bình nha quý vị. Con đường này đường hai làn đường nha. Cái này phía bên này là chuyển chạy về là ngãi giao Hòa Bình. Còn phía bên này là chạy về đây là về bên này là Hòa Bình, ngã ba Hòa Bình ngay đây nha quý vị. Gần cái nhà máy mủ luôn. Thì đây, cái con đường này người ta có sơn vạch sơn hết. Đây là họ sẽ mở cái con đường này. Vô đây khoảng 7 mét gì đó. Xuống khu dân cư như hiện tại đang đường đá nha quý vị. Cái đất mình ở đây. Đất mình là cặp theo đây. Đất mình đấy đúng tới ở đây luôn này. Đất mình sát cái đường nhựa luôn. Đó. Cặp theo đây nha quý vị. Đấy thì phía dưới Văn Trung đã quay cho quý vị xem rồi nhé. Quý chị nào mua lô đất thì liên hệ ngay cho tôi nhé. Mức giá chỉ có 600 triệu thôi. 600 triệu. Rồi ok, xin chào bạn lại những cái video tiếp theo. Quay nhiều quá bị cảm luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.